Xin giới thiệu với các bạn một cái động cơ 12V 350W dùng để làm xe đạp, chế xe đạp hoặc là chế xe cho các cháu chơi. Vòng tua là 300 vòng trên phút, xấp xỉ 300 vòng trên phút. Cái đầu trục ra này thì sử dụng xích xe máy nhé. Nếu như các bạn lắp lên xe đạp thì chỉ cần nêu yêu cầu, bên em sẽ đổi cái nhông này sang nhông xe đạp cho các bạn. Loại này thì công suất chuẩn 350W, được in trên thân vỏ động cơ. Đấy. Bảng điều khiển là 500W. Sử dụng tay ga hoặc chân ga đều được nhé. Đây là một bộ cơ bản thôi. Đây, đường kính động cơ khoảng 10cm. Đấy, nhông 9 răng. Lắp lên xe đạp hoặc lắp lên xe cho em bé chơi, tải trọng khoảng 150kg đổ lại thì đều dùng được nhé. Mọi thắc mắc về kỹ thuật có thể liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì có thể nhấn đăng ký kênh. Đừng quên bật cái chuông thông báo lên để có mỗi video mới, các sản phẩm mới đăng lên sẽ được thông báo ngay lập tức cho các bạn nhé. Đây, con động cơ này có thể chạy trực tiếp bằng cách đấu thẳng điện vào ắc quy và có thể đảo chiều bình thường nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.